Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo, Việt Nam nằm trong vùng lưu hành của muỗi Aedes truyền virus Zika được cho là nguyên nhân gây ra chứng nhỏ não ở trẻ sơ sinh. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh. Đến nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Zika, tuy nhiên Cục Y tế dự phòng khuyến cáo không nên chủ quan, bởi nước ta nằm trong vùng dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết có sự lưu hành của muỗi Aedes truyền virus Zika hơn nữa virus này đã được ghi nhận gây bệnh tại một số nước vùng thái bình dương đông nam á đặc biệt là nước láng giềng thái lan sự gần gũi về địa lý cộng với hoạt động giao lưu du lịch thương mại lao động rất sôi nổi trong khu vực nên tiềm ẩn nguy cơ virus xâm nhập vào việt nam bộ y tế đang phối hợp với tổ chức y tế thế giới who theo dõi sát diễn biến và các nguy cơ của bệnh cũng như tăng cường các biện pháp giám sát phòng chống dịch các cơ quan này khuyến cáo bệnh do virus Zika chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine, do đó biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là hạn chế sự lây truyền của virus qua việc diệt mũi, ổ chứa mũi và bọ gậy. Trước đó, Bộ Y tế Brazil thông báo có gần 3.000 ca nghi ngờ mắc chứng não nhỏ, 40 trường hợp tử vong. Trong số trẻ sơ sinh mắc chứng não nhỏ có những em bé kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika và một số âm tính.